Tính ra là từ ngày nào tôi chơi là tôi thấy là hai bà lại hiểu ý tôi nhất luôn á. Chứ sao nữa, từ ngày về làm dâu xứ này là chơi chung có ba người chứ ai đâu nữa hiểu sao hiểu ý. Ê, nói nghe gì mà sáu ở nhà đi, tôi bị Giang đi làm móng nha. Ừ. Đi Giang. Quên cái điện thoại này. Ổn sao vậy trời? Tự nhiên ba người chơi chung cái hai bà rủ đi làm móng riêng, không rủ mình. Mặc dù là đó giờ mình không có làm móng đó, nhưng mà cứ rủ đi chứ sao vậy trời? Hay là hai bà muốn cạch mặt mình không chơi với mình nữa? Hay là mình làm gì có lỗi với hai bà, cho nên là hai bà tách mình ra không có chơi chung nữa? Chắc chắn là làm gì có lỗi rồi. Làm gì trời? Sao con người mình tệ vậy trời? Làm gì có lỗi với hai bả mà cũng không nhớ nữa, để xảy ra cố sự ngày hôm nay nữa. Cũng có thể là hai bả có bạn thân mới, bản thân mình không còn phù hợp để hai bả chơi chung nữa. Tại sao mình không chịu thay đổi bản thân để thích nghi với hai bả chứ? Để giờ hai bả rời đi, để lại một mình sáu trong sự bơ vơ của tiếc nuối. Chỉ là kết thúc rồi phải không? Tình cảm đẹp bấy lâu nay không còn nữa. Ôi được rồi, để tôi là người chủ động cho. Alo Dân ơi, từ nay tôi sẽ không liên lạc với bà Bảy nữa. Hai bà sống thiệt tốt nha, có những mối quan hệ mới vui vẻ hơn nha. Ha ha ha.